Hãy kêu dân chúng hỡi ơi Sao không thức tỉnh diệt đời gần bên Khổ đà đi đến như tên Ráng lo tu niệm tìm nền vinh qua Là đau nhiều chứng dĩ kỳ khó kể Sắp từ nay lao khổ đến cùng Kẻ dương gian khó nổi thung dung Người bạo ác không toàn tánh mạng Thì những người mà tu hiền thì được chư thần ủng hộ là dịch bệnh hay là những cái tai nạn nó sẽ là được ta bảo vệ thì cũng như ngài thanh sĩ đã nói đó là mình nhìn bình thường nhìn cảnh giặc này kia là mình đâu có thấy thằng minh nhưng mà ngài nói trong dạng liên quân đệ ngài nói là đạo sĩ liền chỉ tay vào vách là một cái vách bình thường vậy không có ai vậy. thấy cái vách không vậy đó một vị thần hiện cách tự nhiên vẽ quay nghi tay chống gươm thiên liền cắt giọng ngâm lên bài kệ để bảo vệ hiền thể để tội phước ghi kể cho nên khắp nhà nhà đã có ta muôn vệ thì thấy rõ ràng là những người tu hiền những người có đức ăn đức có hiếu với ông bà cha mẹ thì những gì đó sẽ được chư thần ủng hộ thì cũng như là ma tà bệnh hoạn hay là các thứ cũng không thể diệu hại được đức thầy cũng nói là cái đoạn này mà nghe mà cũng lớn là sau quỷ dương đi đứng nửa lần thêm tên tuổi chúng sanh nó biết làm đủ cách xuống lên tha thiết ở ngoài đường nó biết tên mình tin cùng không thì cũng mặc tình chớ lắm ta lắm công trình dạy dỗ thì ngài đã nói là chân thật ngữ là phật thì dĩ nhiên nó phải có quý vị sớm hay muộn thôi mình nhất là phải rắn ăn chay niệm phật làm lành nhất là phải ráng giữ dạng tứ ăn bởi vì là đức thầy đã nói đó tứ ăn đã trả chẳng còn tội căn thì nếu mà trả được tứ ăn thì không còn tội ở trên thế gian này nữa ăn tổ tiên cha mẹ ăn tam bảo ăn đất nước ăn đồng vào và nhân loại thì trong cái ơn đất nước thì thưa quý vị thì đức thầy có nói là bờ cõi dưỡng lặng thân ta mới yên quốc gia mạnh giàu mình ta mới ấm hãy tỳ tài tỳ sức hy sinh cho xứ sở quê hương thẳng như không đủ tài lực đảm đương việc lớn ta cũng ráng tránh đừng làm gì điều gì sơ sức làm cho nước nhà đau khổ đừng giúp sức cho cả ngoại địch ấy là ta đã đền ơn cho đất nước vậy thì quý vị thấy đó ở trong có một quốc gia nào mình cũng phải lấy chữ trung nghĩa chung với hiếu với đất nước tử vì nước còn ghi linh miếu thác về đời thanh sử danh bia mũ cánh chuồng đai giáp ban hia ti thu kịch mà tâm chính trực thấy rõ ràng là đức thầy dạy trong tứ ăn thì ăn nặng nhất là ăn cha mẹ ông bà cha mẹ và tiếp theo những ăn đó, đó đã nói trên đó thì quý vị thấy đó mình phải ráng làm để khi đức thầy đi về thì mình còn nhìn đức thầy mình còn thưa ngài đi về còn nếu mà ta làm không xong rồi chắc chắn chúng ta sẽ khổ thì đức thầy cũng đã nói đó quý vị nghe đó thì lớp đau chết kể thôi vô số thêm tà ma yêu quái chặt đường chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương làm sao cứu những người hung ác khắp thế giới cửa nhà tan nát cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu bấy lâu nay nuôi dưỡng chất chiêu nay tận diệt lập đời trở lại đó là nguyên văn của đức thầy đó đó quý vị là tôi chỉ nhắc lại thôi chứ tôi không dám bàn luận bởi vì là lời của phật của thầy mình chúng sanh không thể nào mà cái trí mình không thể lường nổi nhưng mà chỉ nói lên một phần nào để mình nhắc lại những câu giảng của thầy đã nói ra để cho mình tìm hiểu với nhau để lo tu hành thì đức thầy cũng đã nói đó nếu muốn tránh bệnh hoạn hay là cảnh sau này thì mình phải ráng niệm phật bởi vì đức thầy nói là lòng sáu chữ nhớ không có ngớt thì nạn tay cũng thoát như không khó tìm cho gặp chủ nhân ông còn ẩn ánh nơi dòng xanh chúng thì thấy rõ ràng là mình phải niệm phật bởi vì là đức thầy nói là niệm cho tà quỷ vậy thì gian ra là khi mình niệm phật là tà ma là yêu quái nó không dám lại gần mình được thì quý vị thấy đó những cái bệnh đó như covid này kia rồi đó cũng là gọi là bệnh trời đó quý vị dương trần sắp dướng bệnh trời từ đây đó là lời đức thầy đã nói thì mình nghĩ coi là bệnh trời rồi mình chốn đâu thiếu đạo đức là sắt gan cũng chảy thật hiền lành thì bới cậy không trôi luật kia đã định sẵn rồi lành thời tồn tại giữ thời tiêu tan như vậy thì mình trốn trong luôn không khỏi còn nếu mà người có phước có đức có tu hiền có được trả được tứ ăn thì chắc chắn là dù ở đâu bây giờ người ta cũng không giao nhiễu hại được bởi vì có hộ pháp long thần đứng sẵn ở bên thân che chở rồi bởi vì là ngài thanh sĩ đó quý vị nói nhiều đoạn về pháp môn niệm phật rất là hay thì tôi xin đọc lại vài đoạn cho bà con nghe để kinh nghiệm đó mà tu hành mình nói chung là chia sẻ nhau để tu hành thôi chứ không phải thuyết trình thuyết pháp gì đâu quý vị thì đức thầy cũng đã nói là trong chúng sanh nghĩ tặng đuôi đầu về cực lạc mới là hết khổ thì ngài thanh sĩ cũng nói tám muôn bốn ngàn pháp vào thời kỳ mà kiếp dễ tu có một môn niệm a di đà phật mọi tội lỗi tiêu tan các vọng tâm biến mất niệm phật một lòng thành đủ sanh về phật quốc thấy rõ ràng là chỉ có pháp môn niệm phật này có thể là giải nạn giải khổ và có thể sanh về cực lạc mà không còn đau khổ ở trần gian này nữa thì đức thầy cũng tuyên bố Dù tiên phàm ma quỷ xuất sanh cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dưỡng chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Dù tiên nè, phàm là mình nè, ma quỷ hay xúc sanh. Cứ nhất tâm, nhất tâm có nghĩa là một tâm tính tính là tin có cõi cực lạc, nguyện là nguyện có sanh về cực lạc, là phụng hành có nghĩa là mình thường niệm Phật. Thì quý vị đó, nếu mà làm như vậy thì dù tiên phàm ma quỷ xúc sanh cũng có thể giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc và thoát khổ không còn sinh tử luân hồi nữa. Thì uh, Ngài đã nói quyết định là nếu mà lòng sáu chữ này mà niệm hoài không ngưng thì nạn tay nào cũng không cũng không có thể làm gì mình được là cũng trở được trải qua hết quý vị thì uh, quý vị nghe vài đoạn của đức thầy đã nói đó việc trải qua như mây gió cuốn nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa trời sáng ra cái lại thấy chưa năm cũ đó rồi qua năm mới 12 tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng chống đổi thay Chữ phụ dân phú quý nay mai luôn với chuyển về qua đó lại Cõi ta bà mấy ai tồn tại sống dư trăm như tuổi lão bành Đời hạ quân hay chết tuổi xanh như thở trước nhan hội còn trẻ Thì đời nay quý vị cái chết không bất luận là người già hay trẻ cái đời này cái chết không biết được thời gian đợi gần tống linh sàng thời muộn gần sắp chết tâm thần luống cuống đâu dễ gì niệm tưởng di đà có nhiều người phật chẳng nhớ ra chết mê sản hoặc là bắt đắc như thế tắt dứt đường tiên phật dù lai xanh cũng chắc vô duyên khó được nghe lời Phật Pháp truyền kiếp luân chuyển nói liền không hở. Trễ một phút là khốn nghèo một phút, bóng âm dương dùng dục bay qua, nạn tay chết chóc xảy ra, người ơi, sớm tỉnh để mà ráng tu. Thì à, quý vị sẽ thấy rồi, cái chết không biết được thời gian có nghĩa là không biết giờ nào mình chết. Có thể chút xíu mình chết cũng không chừng, lý do là bệnh nhiều người đã đang sống sờ sờ vậy đó giờ một chút chết cũng không chừng quý vị mình nghĩ mình nếu mà mình có thể cũng bị gì nó chứ không, không nghe quý vị mình nghĩ là người ta chết chứ mình không chết không đâu bất cứ người nào cũng có thể chết chứ bởi vì mình phải lo tranh thủ niệm phật lập công bồi đức nhất là phải ăn chay nhất là có hiếu với ông bà cha mẹ ráng giữ dạng tứ ăn thì đức thầy đã nói trong nhiều đoạn nếu mà chúng ta ráng tu hành đợt này thì nó thoát khổ luôn. Còn nếu mà mình không chịu tu đợt này thì Đức thầy nói thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Đức thầy đã nói đợt này đã dạy đợt này thì cũng rất là nhiều, nhưng mà mình không chịu nghe thì ráng chịu. Để đến việc gian lưng mà chịu, chớ Phật đâu cứu kịp cho người. vì còn nhiều điều mà đức thầy đã nói quý vị tranh thủ lo niệm phật mà tu hành thì quý vị thấy nó có tiền có bạc thì quý vị ráng mà bố thí những người nghèo như đức thầy đã nói hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm còn hơn đúc chuông đồng phật bự chẳng làm phước để làm hung dữ rồi vào chùa lại phật mà trừ Phật Tây Phương có lẽ hiểu dư dụng tâm ý chứ không dụng vật Mong bổn đạo tánh tình chân chất rèn lòng hiền thương xót lẫn nhau Kể tự rài dàn lộn với thao Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế Tu kiếp kiếp nếu không quá trễ chừng đối đầu khó kiếm điên khùng Cứu lương hiền chẳng cứu người hung kẻ gian ác đến sau tiêu diệt cả kêu dân chúng hỡi ơi sao không thức tỉnh diệt đời gần bên khổ đà đi đến như tên ráng lo tu niệm tìm nền vinh hoa vinh này của phước đức phật bà cùng ông phật tổ ban mà cho dân bởi vì còn nhiều đoạn mà đức thầy đã thúc mình phải tu kiếp kiếp nếu không quá trễ chừng đối đầu khó kiếm điên khùng cứu lương hiền chẳng cứu người hung kẻ gian ác đến sau tiêu diệt hay là việc biến chuyển thiên cơ rất gấp khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành cầu linh hồn cho được giảng sanh đây chỉ rõ đường đi nước bước bởi vì nhiều đoạn mà thầy kêu thúc mình lần thứ chót gọi lời kêu thúc thầy nhắc cho bổn đạo rõ lòng chừng ơn trên ban được lục thông thầy mới được Tây Đông du thiết. Thâu cho được con lông ác nghiệt thì khắp nơi mới biết mến yêu. Chúng sanh nên tầm hoạt ba tiêu, chữa quả diệm nơi tâm cho tắt. Thì đạo hạnh ngày kia mới đắc chớ chứa hờn đứa giữ ích chi. Phận tu hành tay gác mặt lì, chịu cay đắng của người sang sớt. Lòng sầu riêng hãy nên nguôi bớt, đừng thở than bạn đến lòng ta để cho thầy đi dạo ta bà đặng giải cả đường xa chưa rõ nay rừng bụi có người mở ngõ thì nói theo dấu thỏ đạn dây bởi vì là mình chỉ còn một đợt này cũng như là đợt cuối cũng gọi là đò chiều chiến chó mà mình không qua được bờ bên kia thì ở bên đây nó sẽ khổ mà đức thầy đã nói đó hay là trong những người xưa đã nói đó là 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con. Ta nhắc lại héo don cho trẻ, cứ đau lưng đừng rẽ đừng chia, cả kêu lớn nhỏ hoài dìa, trên hoài dưới thận chớ lìa chớ phân. Bởi vì ông nói là muốn tu còn đợi chiều mai, khuyên người rèn sớm thì xài lâu hư. Kỳ xã tội nay còn một lúc à, sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ gặp giảng kinh chẳng cứ làm ngơ trồng bông kiển giống chi hưởng nấy tại vì nhiều điều mà đức thầy kêu thúc mình cũng vì cái lòng từ bi của ngài xuống đây cũng vì muốn cho chúng ta thoát khổ cho nên ngài mới kêu gọi phải ráng quý vị có cái dịp này gặp phật gặp thầy đâu phải dễ đâu thân người khó được phật pháp khó nghe bây giờ có thân người được mà Phật Pháp đã nghe được rồi mà không chịu tu thì thôi khỏi nói sách kinh là chìa phá ngục mà chúng sanh đang bị nhốt trong tù xem kinh mà chẳng chịu tu như chìa phá có mà tù không ra có chìa phá mà không chịu ra tù thì cũng vừa bụng bởi vì mình tranh thủ lo niệm phật từ giờ từ khắc bởi vì là đố ai biết đặng ngày mai Ngày nay yên tĩnh chứ ngày mai thảm sầu Từ rài gặp cảnh buồn rầu Bây giờ thì quý vị đã thấy như ở nước ngoài rồi này kia rồi, bể đập hay là gió lốc gió sấy bây giờ nhóc rồi. bây giờ cái nhà mình gì chứ chưa chắc gì cái nhà mình nó nhiều khi mê mốt gió lốc gió sấy tới cũng không còn bởi vì mình đâu có biết được ở thế gian này như thế nào quý vị cái mạng của mình cũng vậy nè bữa nay mình sống gì chứ chưa chắc gì mình còn được nếu mà mình nói là ngày mai mình sống thì chưa chắc đâu đức thầy đã đố rồi đố ai biết đặng ngày mai ngày nay yên tịnh thì ngày mai thảm sầu ngày đã nói như vậy thì chắc chắn là chúng ta không biết được ngày mai như thế nào quý vị bởi vì lo niệm phật để mà trưởng phước cho cao việc nhỏ việc ác nhỏ đừng làm việc phước phước nhỏ đừng bỏ thì từ từ chúng ta sẽ bước lên dần dần bước lên thì quý vị làm phước hay là là niệm phật không nhất định một cái vấn đề gì ví dụ làm phước quý vị đi ngoài đường gặp một cái thứ gì đó ở ngoài đường nó chướng ngại giặt cho người ta chạy xe quý vị lụm vô cái đó là cũng là cái tạo được cái phước cho mình đó, cái đinh hay gì cũng vậy miễn chai hay gì cũng vậy nó quý vị là thấy người ta là đẩy lên cây cầu mà ta đẩy xe đẩy đẩy không nổi phóng xuống đẩy tiếp đó là cũng tạo cái phước lời nói tốt cũng là cái phước nó sanh ra đủ thứ hết chứ không nhất thiết phải vô chùa lại phật mới là có phước của vậy niệm phật cũng vậy không nhất thiết phải vô chùa niệm phật nào đợi mùi hương miễn tâm thành tinh kính tò chương cũng gần có nghĩa là niệm phật đi đứng niệm di đà nằm ngồi trì lục tử tức cũng tưởng a di ngủ cũng ghi sáu chữ nói cũng nhớ nam mô nín cũng ôm phật sự cực lạc muốn giảng sanh cứ hành như thử ngụ ý mặc dù là đa sự lòng hằng ghi sáu chữ di đà niệm phật tâm chẳng phúc nào xa tức là khỏi bị tà ý khởi chỉ một niệm cầm lòng đi tới phật tây phương sẽ gọi đến tên chốn liên trì sen báo nở lên khi mãn kiếp ngồi trên chính phẩm bởi vậy nhiều đoạn đó, niệm phật có quý vị thấy không đi đứng gì, nằm ngồi gì cũng phải niệm đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên không đỡ gì thầy khắc quý vị ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp việc biến chuyển thiên cơ rất gấp khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành lời của đức thầy đó quý vị cầu linh hồn cho được giảng sanh đây chỉ rõ đường đi nước bước và nhẫn nhịn đừng làm bảo ngược ta phần hồn dạo khắp thế gian Giàu sát trần nước mắt chứa trang khắp lê thứ nghe lời thì ít chốn sơn lãnh bây giờ mù mịt cho nên dân dạy chẳng nghe lời kể từ nay nói chuyện chiều mơ chứ chẳng nói dông dài khó hiểu cờ đã thắt còn chờ nước chiếu mà còn ăn con chốt làm chi ai là người quân tử tu mi phải sớm xử thân mình cho dạng chừng lập hội khỏi thù khỏi thẹn giới Phật tiên cũng chẳng xa chi lời cao siêu khuyên hải gắn ghi ta ra sức dắt nhiều ba tánh bởi vì là ngài nói một đoạn giảng là nhắc mình phải niệm Phật có gì niệm Phật chỉ có là thế gian này nói chung là tu Pháp môn nào cũng tốt hết nhưng mà Pháp môn niệm Phật nó thành hành bây giờ Lý do là nó dễ tu dễ chứng hơn các pháp. Cho nên là mình niệm Phật chắc ăn hơn. Giả dạ lại là mình niệm một câu Phật mà thành lòng là phước là diệt đi tám muôn ức kiếp trọng tội sinh tử. Niệm một niệm Phật phước sanh vô lượng, lễ một lễ Phật là diệt tội hà sa. Thấy rõ ràng là chúng ta niệm Phật bởi vì đức thầy nói hải tưởng phật hay hơn ó ré có nghĩa là mình niệm phật nó hay hơn mà ó ré la lối này kia đã chánh đạo thêm còn sức khỏe đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn dạng mười ơn mới đạo làm con lúc sanh sống cho nên phụ bạc nếu làm đám được về cực lạc thì giàu sang được chọn hai bề ỷ tước quyền làm ác ê hề khi bỏ sát nhiều tiền lo lót là nếu mà làm đám á mà được về cực lạc á thì được giàu sang được được chọn tới hai bên luôn là khi sống á còn làm ác hay ê khi bỏ sát nhiều tiền lo lót cho mấy người này người kia làm đám đó đó tăng với chúng ưa ăn đồ ngọt nên bài ra cúng kiến hoài hoài hiểu nhiều tiền chẳng biết thương ai cúng với lại khó trừ cho đặng kẻ nghèo khó tu hành ngay thẳng không cầu siêu phật bỏ hay sao là thấy rõ ràng ông nói là người nghèo khó mà tu hành nghe thẳng không cầu siêu nữa rồi phật bỏ không bởi vậy là đức thầy phải hỏi như vậy là không cầu siêu phật bỏ hay sao Chập, lập chai đàn chạy trọt lao sao bôi lên mặt làm tuồng hát phật quý vị mà dùng ngoài nhất là thành phố là bình dương là những dùng xa đạo phật giáo hảo thì nên nghe lời này là những vị mà làm đám đó lũ thầy đám hai bài trò khỉ mượn kinh luân tụng mướn lấy tiền xuống diêm đình ghi tội liên miên mà tăng chúng nào đâu có rõ bởi vậy là làm như vậy là sai lắm quý vị à bởi vì thương những người không biết <laughs> muốn tăng chúng đặng làm chữ hiếu thương bá tánh gì không rõ hiểu tưởng vậy là nhân nghĩa vẹn tròn thấy lạc lầm đây động lòng son bởi vì quý vị đó nếu mà làm đám được về cực lạc thì người giàu sang được chọn hai bề được hai bên ý đức tước quyền làm ác ai hài khi bỏ sát nhiều tiền lo lót thì quý vị thấy đó. làm nhiều cái bởi vì là xưa thằng tú bài điều tà mỹ mà dắt diều bá tánh đời đường mà khi mà thằng tú bày nhiều chu mỏ như vậy từ xưa nay có mấy ai thành quý vị hoặc chẳng qua dụng chữ tính thành chớ nào dụng hương đăng trà quả những người mà kêu cúng giường này kia thì quý vị thấy đi hãy giúp cho người khổ người ở gần xóm mình coi người nào khổ đem giúp là phước sanh vô lượng nghe quý vị còn đem vô chùa mấy ổng mà nhiều khi mấy ổng tu mấy ổng lợi dụng một cái ha là quý vị là nếu mà mình cúng á giống như người chân chánh thì mình phước sanh vô lượng còn những người mà tu hành mà không có dĩ trơn đó là quý vị là không có phước rồi mà quý vị là khổ luôn. Có thể quý vị là quý vị cúng chùa mà thành lòng là có phước rồi. Đó. Thì ngài nói là như thế này Bố thí đừng có phân bì, cúng chùa đừng có buồn gì sải tăng. Có lòng phật chứng chẳng ăn, trước cúng sau các sải tăng hậu tạng. Thế tình đen bạc muôn ngàn, lao sao buổi chợ bản hàng quá đông. Chừng nào ngựa đá qua sông, phụng hoàng xuống biển thì ông trở về. Thì quý vị thấy rồi, nếu mình cúng chùa mà thành lòng, làm chắc chắn là mình có phước. Nhưng mà thưa quý vị Mình phải là Giúp cho cải đói mới nhầm quý vị à. Thời Đức Phật Thích Ca hồi xưa đó Là trước khi Ngài nhập việc Là những vị là Tu tại gia cư sĩ mới sống lại Mới hỏi Ngài Như vậy thì Ngài nhập việc rồi Chúng con muốn tạo phước điền Vậy là cúng dường cho ai để mà có phước còn nếu mà ngài nhập việc rồi sao mà cúng dường cho ngài để tạo các phước cho các con được thì Đức Phật mới ôn tồn mới nói như thế này từ đây tới sau là các con muốn cúng dường cho những người nghèo khổ những người cơ nhở quý vị là cúng dường cho một những vị đó là bằng như cúng dường cho ta vậy là cái phước đó, cũng như là cúng dường cho Đức Phật vậy thì mình nên nghĩ biết rằng Đức Phật không mong muốn Đức Phật là vừa khắc thực vừa đủ là ngày về không nhất định không lấy thêm gì cả. Còn bây giờ thì thôi. Đức Phật lớn chùa cao bối rối mà làm cho Phật giáo suy si đồi. Tu vô di chứ cúng chè sôi Phật chẳng muốn chúng sanh lo lót. Tăng với chúng ưa ăn đồ ngọt nên bài ra cúng kiến hoài hoài. Thì quý vị thấy bây giờ là nhóc hết trơn như vậy. Thì mình thấy nó cúng giường nữa thì nó quá dư thừa thì thôi mình đem lại mình xây gạo hay là mình cho một vài tấn gạo cho bà con những người con nghèo những người mà cơ nhở bán vé số ngoài đường ăn xin là quý vị tạo cái phước lớn cho mình mà không hay tuy rằng là những người mà có tiền ít cũng vậy Mới quý vị 10 <laughs> 000 hai chục ngàn. cái phước nó còn hơn những vị tỷ phú mà cho tới là cả trăm triệu bởi vì là phật chẳng qua dụng chữ, chữ tính thành thôi quý vị cái nào dụng hương đăng trà quả quan trọng là cái lòng thôi mà quý vị thấy đó xưa nàng nị già đó cúng một cái miếng chăn vách rách thôi mà đức phật nói là cuộc bố thí này chỉ miếng chăn này là có phước lớn hơn hết như vậy thì phật dụng lòng chứ đâu có phải dụng vật chất đâu quý vị biết băng quan văn giỏ đem lại cúng dường những cái tốt đẹp những chăn châu mã não là những đồ đẹp lại cho phật nhưng mà đức phật cầm cái y cái tấm chân của là bà nàng nị già rơ lên đức phật nói là chỉ có cái miếng chân này là Cục bố thí này là phước nhiều hơn hết thì bắt đầu là người ta mới hỏi với nhau là tại sao là ta cúng nhiều cái đồ quý báu như vậy mà không có quý báu mà không có phước lớn mà tại sao cái miếng chân rách cũ như vậy mà nó lại là phước như vậy đức phật mới nói quý vị cúng dường một cái y thí dụ như về dài trăm triệu đi Quý vị còn trong nhà có mấy tỷ nữa rồi còn nàng nỉ già này cúng cái tấm chăn này á, là hai vợ chồng chỉ có miếng chăn này quấn là là trên mình thôi để mà đi ra ăn sinh còn nếu cúng dường miếng chăn này rồi là hai chồng là chết luôn chứ hai chồng không có đi đi ăn sinh nữa thì chắc là chịu chết trong nhà cho nên là người ta là hết lòng để mà cúng cho nên là tấm chăn này là phước nhiều hơn hết người ta nghe xong đó quý vị là người ta bắt đầu súng lại bắt đầu người ta cho nàng đi già là lúc đó là khá luôn quý vị giàu luôn nhờ ta giúp đỡ nhưng mà đức phật nói nhiều kiếp sau hai vị này sanh ra là sau này sẽ gặp phật là nhất định sẽ được giải thoát quý vị thì bắt đầu là sanh ra là giàu luôn chứ không có kiếp nào mà nghèo nữa thì cái lòng với cái bố thí là quan trọng là cái vật chất hay là cái tấm lòng của vị thấy quý vị thấy rõ ràng đó là cái tấm lòng còn ở ngoài ở ngoài ở ngoài kia như miền trung là cái bà đó bà cúng dường cho mấy ông sư mà của ông đi chung với ông minh tệ đó là chúng cúng chỉ người một cốc nước thôi quý vị là bà không có gì để cho cho nên ngày bà mới cúng là một ngưỡng cốc nước thôi quý vị thấy đó. vậy mà người ta lan tỏa trên mạng người ta thấy vậy người ta lại là người ta giúp đỡ bà hiện giờ là bà là có thể là nói là là có ăn có mặt luôn có gì bởi vì phước là ngay chỗ mình làm là thành lòng chứ không cần mà nói là cái nào nhiều mới là phước nó không phải vật chất không quan trọng quan trọng là nơi cái lòng của mình thì quý vị bà con đó đây tới sau ráng mạng chay niệm phật làm lành lá mới là quan trọng bởi vì mình niệm một câu Phật mình niệm ra là cái phước của mình nó sanh ra vô lượng quý. Niệm hoài như vậy. Bớt nói một câu chuyện niệm được nhiều câu Phật. Bởi vì cõi đời này một mai mai một một mai giàu sang cũng chết sạc tài cũng vong. Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò cuộc đời nhiều nỗi gai go mau mau nhẹ bước qua đò sông mê cuộc đời nên chán nên chê tầm nơi giải thoát mà về mới khôn quý vị thấy cuộc đời này sống trên cái mặt đất này đủ chuyện chứ con á, thì giết cha <laughs> vợ thì giết chồng bởi vì cũng hiếm lúc con còn giết mẹ mà dành của tiền cốt nhục giết nhau tranh lợi danh giết lẫn đồng bào niềm nhân loại phân chia yểm bách giết sanh giặc đầy lòng kiêu cách tưởng rằng mình như thế là ngoan khuyên bá gia bá tánh diệt đàn chớ sát hại mạng người như thế bớt giết giặc đặng mà cúng tế gẫm thánh thần đâu có tư riêng rủi ốm đau bởi tại căn tiền hoặc hiển kiếp làm điều báo ác phải ăn năn phước điền tạo tác lo thuốc thang khẳng giái phật trời nguyện sửa lòng ác phật giúp đời xuống phước rộng từ bi hỷ xã đắng thần minh công bình trực dạ đâu lo ăn lo đổi quả làm mai mở tâm linh nghĩ đến đoạn này điều quả phước ấy cơ báo ứng chẳng biết thân còn ton chứa đựng quả bất lành chưa trả dai thêm cầu cho đời sống lặng gió im đặng bá tánh <laughs> an nhàn tu niệm ác thứ chín là lòng tham hiểm muốn bao gồm của thế một mình tham nhà cao cửa rộng thăng dinh tham giường ruộng cò bay thẳng kiến thấy của người thèm khô nước miếng tính làm sao lường gạt lấy đi sẵn túi tham bất cứ chuyện gì giàu xấu tốt cũng là dồn chứa nhớ lời Phật khi xưa dạy sữa của thế trần như mặt dính dao trẻ tham ăn kê miệng liếm vào chừng đứt lưỡi mới là hối hận tham của tạm làm điều tàn nhẫn nhắm mắt rồi đâu có mang theo tham tiền tài thường dướng nạn eo tham sắc đẹp nhà tan cửa nát lúc tặng số nằm trơ một xác gẫm kim tiền bội bạc bắt tài không làm cho ta được sống dai lại chẳng bước tiễn đưa một bước thà nghèo thanh hơn giàu mà trượt lo dung trồng cội phước về sau muốn trừ tham phải liệu cách nào phải bố thí diệt lòng ích kỷ tanh tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ giặt ở trần như bọt nước làng mây thăng ba còn rài đó mai đây của ấy cũng khi tan khi hiệp thì một đoạn đức thầy đã nói thì quý vị thấy đó là mong muốn chúng ta buông bỏ cõi thế này mà lo tu hành niệm Phật để mà Đức Phật A Di Đà là trước mình về Tây phương. Thì Đức thầy đã nói đó. A Di Đà Phật tổ ngóng trong chờ bá tánh cùng nhau diệt khổ. Bây giờ Đức thầy là với Đức Phật A Di Đà là mong chúng ta phải giảng sanh về đó để chúng ta không còn sanh tử luân hồi nữa nếu vậy đó được á thì quý vị thấy nó khổ không còn nữa quý vị khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn chúng ta bà kim lụng dầu mòn ta bà là ở đây thân tứ đại của người cũng thế mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ đến tợ rồi mới hối muộn màng chi cho bằng ta sớm lo toan nhìn với luật nghe kinh trọng phật đến lâm chung quả lành đau mắt Tỏi tây phương chư phật đợi chờ việc tu thân thiện tính hưởng hờ chừng quả đến e cho khó tránh môn tịnh độ là phương cứu cánh ráng phụng hành kẻo phụ phật xưa lòng từ bi chẳng quản nắng mưa sông thiền giác rước đưa sanh chúng trong một nước nhân tài hữu dụng kẻ tu hành đa phước thì nên quyết trao thân tánh hạnh cho bền niềm ơn nghĩa tôn đền dứt nợ ao sen báo tây phương đua nở chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm ráng tu cho quỷ khiếp thần thâm được tâm phát bồ đề vững chắc giữ đừng cho ma dương dẫn dắt thường nhớ câu đại lực đại hùng thắng thất tình giữ dạng đạo trung trừ lục dục cái cho ô nhiễm thập tam ma diệt bằng trí kiếm rứt xong rồi vô sự thảnh thơi biển hồng trần lao lý dữ dơi xô đẩy mãi trong dòng ngũ trượt thì thời gian thì có hạn mà những cái tri kiến thấp thổi của tôi hôm nay lên để chia sẻ giảng đức thầy của Phật để cho bà con nghe để lo tu hành thì trước khi dứt lời thì có điều chi xây sức mong quý vị bổ chứng cho thành thật biết ơn những bậc cao huynh cao đồ của tổ thầy là từ bi chỉ giáo thành thật cảm ơn nam mô a di đà phật